ra đời từ tháng 3 năm 2017 tại Bình Dương. Đến nay, Rosie House đã có 3 chi nhánh tại 524A Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, 582 Cách Mạng Tháng 8 Thủ Dầu Một, Bình Dương và 17 Cách Mạng Tháng 8 Thuận An, Bình Dương. Hơn 5.000 mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Âu Mỹ. Rosie House tự tin mang đến cho bạn sản phẩm nội địa các nước chất lượng với giá cả cực kỳ phải chăng. Với sứ mệnh mang những dòng mỹ phẩm cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới, Rosie House, sản phẩm chính hãng, giá cả phải chăng. Rosie House, bạn đồng hành của làn da đẹp suốt 6 năm qua.